Chào anh em nha. Hơn 1 năm cấy tóc rồi, vẫn không thấy hiện tượng tóc cái bị rụng. Nói chung khỏe. Mình vẫn đến giờ mình vẫn chăm thập cóc đều nha anh em. Ngày 2 lần, sáng tối. Sáng thì chắc nói chung mình uống thay sáng mà mình không không có sáng đấy. Mình làm một bát to luôn, mình ăn luôn luôn, mình uống luôn. Không hút thuốc nhưng mà rượu chè không bỏ được em ạ. Vẫn hay uống rượu lắm. Rượu bia. Chán. Hôm cấy mình hạ 2 phần đấy, nói chung tầm này được rồi. Hỏi thì ước có tóc rồi, có tóc rồi không nên tham lam quá đấy.